Như các bạn đã biết, Blackfoot có rất là nhiều logo, tuy nhiên những video cũ trên kênh của mình đã chính thức biến mất. Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được những logo nào còn có thể sử dụng được trong Blackfoot? Nên ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 45 logo thú vị nhất mà các bạn nên dùng trong Blackfoot. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu một cái lỗi siêu cấp xịn sò mới. Thì có vẻ các bạn đã quá quen thuộc với cái việc mà xài trái T-Red biến hình rồi tàng hình các kiểu, đúng không? Đúng. Thì hôm nay mình có cái logo khá đặc biệt cho các bạn, đó chính là thay vì các bạn xài trái T-Red thì chúng ta có thể sử dụng những trái như là trái mẹ mày béo, ý mình là trái mammoth á. Sau đó thì các bạn lấy trái smoke ra cho mình nha, như bình thường thôi, biến hình và cầm trái smoke lên. Ủa, anh tàng hình hả? Không, thật ra thì nhầm kịch bản tới nha các bạn. Thật ra đó chính là trái kitsune mới đúng nha. Rồi các bạn đợi mình đi tích thanh nộn. Ok, hiện tại thì mình đang có một đuôi thôi nên là mình phải đi tích thanh nộn phát nha. Bắn lùm. Ok, thì giờ mình đã có đủ 3 đuôi nên là mình sẽ thử cái lỗ bung này cho các bạn xem nha. Bấm chữ V và cầm trái smoke lên. Ui, ôi ôi, phúc. Coi nè. Ui, chỉ có cái đuôi với cái. Ừ, đù. Đâu, tới em. Đâu, biến hình đi rồi. Anh đâu lại rồi ha. Anh nè, biến hình đi. Đù. Wow. Sự thật nổ não. Thì sau khi sử dụng cái lỗi này xong á, các bạn sẽ có được một trái kitsune với 6 cái đuôi. Đấy, gấp đôi sức mạnh luôn. Ok, thì bây giờ các bạn chỉ cần xài cây Warden Sword và xài chiêu dách là các bạn nó hiện hình là bình thường rồi. Holy shit. Và nếu như các bạn không biết thì ở cái lỗi này thì nó khác hoàn toàn với lại chết T-Rex luôn nha. Và khác nhau ở điểm nào thì mình sẽ lấy chết T-Rex ra và đi biến hình cho các bạn xem ha. Đương nhiên là vẫn phải đi tích thanh nộ rồi. Ui, các bạn thấy gì không? Thanh nộ của mình đang mọc thêm đuôi nè. Các bạn ơi, hạt này của mình không biến hình T-Rex được. Cây khoa. Nên là bây giờ mình sẽ để Vidac đi farm chết T-Rex nha. Và để xem coi là chết T-Rex nó biến hình là nó có bự hơn chết Kitsune không nha. Bự hơn. What? Ui, bự hơn thiệt nè. Ồ. Oh. Vậy là trái T-Rex khi mà biến hình nó sẽ bự hơn trái Kitsune nha các bạn. Ơi, gì vậy? Gì vậy? Ơi các bạn ơi, sau này đi ra ngoài sân bình thường gặp thằng nào tên với đắc nhớ chạy ra nha, cái gì vậy? Ok, đối với lô bung thứ hai đó chính là sự kết hợp giữa trái Butha và trái Bottle. Rồi mình lấy trái Butha ra phát nha. Ok. Rồi bây giờ em hút anh vô cái cổng V của em đi, cái chiều V của em á. Ok, let's go. Ê, what? Ủa, má tự không vô được chứ? Có anh à. Rồi, hút anh ra đi. Ơ, khoan, anh biến hình ra nha. Trời ơi, anh thấy anh bự, anh tưởng anh biến hình rồi. Vô lại. Thôi, tự nhiên anh biến hình cái anh chọc đầu luôn rồi, what the hell. Ok, sau khi vào trong đây các bạn chỉ cần biến hình human lên và kêu với đắc nó bật cái cổng lại. Rồi, kéo anh ra ngoài đi. Rồi, 1, 2, 3, sai. Hút ra đây. Ui, em thấy gì không? Trời ơi, kìa, đang trên trời, đang kéo lên trời, kìa, nhìn lên. Ui, lên, trời, lên. Cái gì vậy? What the hell, cái gì vậy? Lên. What the hell? Nãy em thấy bắn cho năng lượng lên trời quá trời. What the hell, cái gì? Hai cái giọng gì vậy? Tặng thế hả? Ờ, cái này nhìn ngầu vậy. Này, giới thiệu tộc người mới nè. À, nó đáp lên trời. Ôi, nó càng ngày càng biến mất rồi kìa. Ui, các bạn ơi, thì cái lỗ này sẽ giúp các bạn tạo cái vòng tròn ở trên đầu, nó rất là bá đạo luôn nha. Đúng thiệt là bắn tùm lum mà. Ok, đến với lỗi thứ ba đó chính là lỗi của trái nhung nham. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Đâu rồi, đây rồi, here we go. Thì cái lỗi này á, các bạn phải cần đợi chiêu V của nó hồi xong nha. Nè, nó lâu thế nha. À, chiêu V hồi lâu vậy. Bắn tùm lum. Ok, chiêu V hồi nè. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm chiêu V và... Rồi, và sau đó thì bấm vô ông đổi qua hải quân, chuyển sang Marine. Đấy. Oh my god. Đù. Ôi. Hãy. Ui, nó đang nắm cổ em nè. Aruga. Aruga. Má nó sờ hở là tiểu phẩm mà. Thì với cái lỗi này các bạn có thể sử dụng với rất là nhiều trái quỷ khác nhau nha. Thí dụ như là trái Venom chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ làm bấm chữ F và đổi sang hải quân một lần nữa. Đấy. Khi các bạn đi ra thì ta-da. Nói chung thì đó chính là một cái lỗi khá là hay, các bạn có thể sử dụng trong server thường cũng được ha. Nhưng mà lưu ý là nó sẽ rất là lắc, nên là các bạn sử dụng ít thôi. Không thì nó lại lắc tung máy luôn. Ok, đến với lỗ bung kế tiếp đó chính là lỗ bung của trái Bottle với lại cây Dream Bagai. Thì bây giờ mình sẽ lấy cây Spiky Chardon ra nha. Rồi, em hút anh vô cánh cổng không gian đi. Rồi. Ui, sao nó không được vô? No. À, được rồi. Ok, thì sau khi mà các bạn vô cái dimension này. Ấy, cái gì vậy? Wait, what? Thì sau khi các bạn vô đây á, các bạn đợi cái cổng như này nó mở ra nè. Đó, các bạn thấy không? Ok, thì các bạn sử dụng chiêu dách của Spiky Chardon vô. Pew. Ui, em đâu rồi? Ui, Phúc, coi anh nè. Thì với cái lỗi này các bạn có thể tạo cái aura xung quanh. Tuy nhiên thì nó sẽ biến mất rất là nhanh. Nhưng mà thật ra thứ mà mình muốn giới thiệu các bạn trong cái lỗi này đó chính là xài chiêu dách của Spiky Chardon vô. Ui.
Thì lúc này các bạn sẽ được teleport ở một chỗ khá là xa so với cái cổng luôn. Như các bạn thấy thì mình đã cách với đất một đoạn khá là xa rồi, nên là khi mà PvP á, các bạn có thể sử dụng lô bung này để gọi là bỏ chạy ha. Ok, đến với lỗi tiếp theo đó chính là khi mà các bạn ăn trái rubber vào. Từ nha, để mình ăn phát. Dạ. What? What the hell? Em random mua trái bích ha luôn hả? Ôi các bạn ơi, lỗi tiếp theo đó chính là khi các bạn đăng ký kênh của anh Crazy Lên á thì các bạn có thể random mua được trái bích ha nha các bạn. What the hell? Thì ok, quay trở lại với lỗi của trái rubber. Khi mà bạn sử dụng trái rubber á thì các bạn sẽ không cần tới chiêu V đâu, các bạn biết tại sao không? Bởi vì các bạn chỉ cần lấy cho mình cây dual katana ra. Ây. Ui, thấy gì không Phốt? Cây dual katana của anh nó có điện luôn nè. Coi nè, coi nè Phốt, anh không biết hình gear 2 của trái rubber luôn nha. Đó, anh chỉ cần xài chiêu X của cây CDK nè, coi nè. Hi. Anh làm là chậm gì? Rồi, anh làm chậm rồi. Từ từ. Cái này phải làm nhanh lắm, cái này phải yêu cầu kỹ năng cao lắm. Coi nè, từ nha. Coi nè. Rồi. Sao chịu ít CDK. Đó, thấy không? Thấy không? V2 nè. Lại đây nha. Rồi. Nè, cho con thêm một lần nữa thôi đó. Sao chịu ít nè, chú C. Nhanh. Má nó bấm lộn nút rồi. Nè, chịu ít nè. Đây đây. Ôi, bắn tụm lắm. Ghê chứ các bạn, thì các bạn không cần bật chiêu V lên để có thể sử dụng gear 2 của trái rubber nha, mà các bạn chỉ cần cây CDK này. Đó. Theo anh là Phốt, đi ra cái cảng mua thuyền đi. Theo anh à. Thì đến với cái lỗi tiếp theo đó chính là cái lỗi với trái control. Em đoán được là cái gì không? Chắc là cắt cái thuyền xâm dục lên trời đúng không? Sai, đó chính là đem thuyền lên bờ. Rồi, đầu tiên các bạn chỉ cần mua cho mình một chiếc thuyền, sau đó các bạn ngồi lên và bấm chị. What the fuck? Ngồi lên và bấm chị F. Đó. Ui. Anh nói mà. Anh làm được rồi. Anh nói cái bung này có thiệt mà. Anh này tài quá bạn ơi. Nè, coi anh đem nó lên chỗ cao hơn luôn nè. Từ nha, anh em lên trên đây cho coi nè. Ngồi lên bấm chép. Đó. Trời. Thấy không? Trời, hành hạo luôn rồi. Ôi. Dạ. Cái thuyền tấn công em. Xàm, cái thuyền sao quýnh em được. Nó đánh em văng ra ngoài luôn rồi, không cứu nổi. Đâu, em nói xạo. Kệ, điên lên. Thì với cái lỗi này các bạn có thể đem tất cả mọi chiếc thuyền lên bờ luôn, và thậm chí là vây đất nữa. Ok các bạn, đến với lỗi tiếp theo đó chính là một cái lỗi khá đặc biệt trong video ngày hôm nay nha. Thì đầu tiên đó, các bạn cần cho mình một cây, đó chính là cây Phốt Lam nha. Này, sau đó thì các bạn chạy vô cái ghế ngồi thế này đó. Thì các bạn chỉ cần đi vô cái ghế ngồi và xài chiêu dách. Ui. What the hell. Ui đỉnh vãi. Rồi. Nhanh. Xe vòng vòng. Xe vòng vòng. Ui. Khó xe vòng vòng quá à. Rồi đây. Xem vòng. Ủa. Ok, đến với lỗi bung tiếp theo. Thì em biết cái lỗi bung mà bay của trái human không Phúc? Biết, cầm trái quỷ hả? Ừ, nhưng mà cái đó là quá xưa rồi. Bây giờ chúng ta cần phải đi biến hình trái T-Rex nha các bạn. Này. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lỗi bay mới mà không cần tới trái human luôn nha. Rồi, nhưng mà đầu tiên mình phải đi biến hình trái T-Rex chứ cái đã. Làm màu nãy giờ xong rồi cuối cùng ngạc này không có mastery T-Rex bạn ơi. Ui trời Phúc ơi. Ít. Em không biết chế gì đâu. Chế bắt đầu bằng chữ K nha. Chế sao. Bị lừa. Ui các bạn ơi, lại là một trái legendary trong video này nữa. Thì đó chính là cái lỗi của cái game này đó các bạn. Các bạn chỉ cần đăng ký kênh của anh Crazy Lên và bấm nút like video này thì các bạn sẽ có tỷ lệ rất là cao để ra trái legendary nha. Oh my god. Ok, quay lại với vấn đề chính. Các bạn chỉ cần biến hình khủng long và cầm trái quỷ lên. Này, anh đưa em trái quỷ nè. Cầm trái quỷ lên đi. Bật ship lock lên. Ôi, nhưng mà nó bay không nhanh bằng trái hùng mạnh ha. Đó. Bay nhanh kìa. Ôi nhưng mà nó vẫn chậm hơn trái human. Cảm ơn gì trái quỷ nha. Ôi trả trái quỷ cho tao. Các bạn ơi, nó scam trái quỷ của mình. Trả trái quỷ cho tao. Cảm ơn nha. Bước này nhanh lắm. Bước này mình tận dụng tối đa luôn nha. Trả trái quỷ cho tao. Thì đến với một cái lỗ bung siêu cấp bá đạo của trái human. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần đi mua chip để red thôi. Rồi vô nha. Rồi biến hình trái human. Và sau đó thì các bạn đếm tầm khoảng 4 giây nha. 1, 2, 3, 4 bấm. Ui chuẩn kìa. Nó bắn kìa. Ui đỉnh vãi. Ui cái gì á, cái vòng gì nè.
My god. Ui nó bắn về mansion kìa, nó đang bắn mấy cái tia đạn gì mansion các bạn thấy không? À giờ tưởng tượng em ở mansion xong tự nhiên một đống tia đạn bay vô người em đùng 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 đùng. Ơi mà cái giọng này nhìn bự hơn nè Phốt, coi cái giọng này kìa. Ok, và nếu như bạn chính là một trong những người sử dụng trái human nhiều nhất trong Lockfoot thì đây chính là một lỗi bung mà các bạn không thể bỏ qua được. Đầu tiên các bạn chỉ cần biến hình cho mình hình dạng human khủng lồ. Sau khi mà các bạn biến hình xong á, các bạn chỉ cần sử dụng chiêu C vô bức tường nha. Ui. Oh, em mới thấy anh dính lên bức tường không? Kiểu đứng được trên tường á. Kiểu anh đứng được trên tường á. Nhưng mà nãy làm hơi fail nên nó không có dính tường hoài nha các bạn, đợi mình tí. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ mình làm hoài không được nên là mình sẽ cho Vy Đắc làm thử nha các bạn. Không biết sao mình làm không được nữa, chắc vô mình gà quá hay sao á. Ok. Đu. What? What the hell? Em đang làm gì bức tường vậy? Em đang làm gì? Ủa em không đứng trên tường hả? Ôi, em suốt bức tường nè, what the ghê quá các bạn ơi, ghê quá các bạn ơi. Lỗi, vì lỗi mà. Chúng ta cùng nhau tẩy chai Vy Đắc đi. Vì lỗi. Rồi, cho em một cơ hội làm lại thôi nha. Ôi em lại làm gì với cái cột nữa rồi. Rồi chuẩn. Ôi em đứng được trên bức tường rồi kìa. Ôi được rồi, ôi mình what the làm hell chuyện đối với bức tường. Ê nhìn bựa vãi kiểu Spiderman đó fan. Thì lỗi tiếp theo các bạn cần phải mở cổng đi vô Red ở C2 nha các bạn. Đó các bạn lên cái chỗ Red chỗ này. Let's go. Và sau đó thì các bạn cần phải set home ở cà phê như mình vậy nha. Nó mà đến tới số 3 là em bấm red liền nha. Ok ok. Ok, thì giờ các bạn chỉ cần bấm dịch chuyển về nhà. Và tới số 3 thì các bạn bấm vô đi red, bấm. Rồi sau khi mà dịch chuyển về đây thì các bạn nhanh chóng ngồi lên ghế. Các bạn thấy gì không? Thì lúc này mặc dù cái red nó đang đếm ngược bắt đầu cái kiểu luôn, nhưng mà các bạn vẫn còn ở cà phê. Và điều này đồng nghĩa với việc là các bạn có thể bất tử trong vòng 12 phút này luôn. Nè coi nè, anh sẽ in a list 1 phút nha. Rồi quýnh anh đi, quýnh đi Vy Đắc. Quýnh được không? Không. Sao quýnh được? Mình sẽ nhắn chìm lava nữa nếu mình không quýnh nó được. Không, nhắn lava thôi coi. Trời, đồ nhắn lava. Tao đi trên lava mà không chết luôn nè. Rồi. Thì đến với lõi tiếp theo của trái mochi. Thì ở lõi này nó yêu cầu các bạn cần phải có trái mochi vĩnh viễn nha. Ok, đầu tiên các bạn chĩa màn hình lên trời như thế này nha. Sau đó thì các bạn nhìn lên trời thế này và sử dụng chiêu ép của trái mochi. Đấy. Thì lúc này các bạn có thể đi thoải mái trên lava luôn. Đó các bạn thấy không? Đó, chạy thoải mái trên lava mà. Nhưng mà đừng lướt nha các bạn. Chỉ là đi thoải mái trên lava thôi. Ok ok, để thử biến hình mammoth thử nha. Đấy. Ui. Coi cái mammoth đó nè Phúc. Nhỏng bánh đầu. Thấy ba đạo không Phố? Làm gì vậy? Ba đạo. Ba đạo quá à. Ba đạo. Ôi. Ok các bạn ơi, đến với cái gì vậy? What? Cái gì vậy? What the hell? Cái gì vậy? Em biến hình Kitsune phải không? Ok, thì bây giờ các bạn chỉ cần ngồi lên con Kitsune và kêu nó đi reset giác quỷ là được. Quá là đơn giản đúng không? Chỉ cần reset giác quỷ thôi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho Vy Đắc reset giác quỷ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cần sử dụng chiêu F của trái Kitsune. Bye đi. Bye, anh bye nè. Bye. Bye kìa, ui. Bye được rồi, chúng ta đã có con Kitsune bye nha các bạn. Wow. Ôi. Thì với cái lỗ bung này các bạn có thể Kitsune phát sáng kìa. Đây chắc chắn là con Kitsune mạnh nhất luôn nha, các bạn biết tại sao không? Bởi vì không chỉ nó phát sáng mà mỗi lần ai tiếp cận nó chắc chắn sẽ mất bounty nha các bạn. Công thủ toàn diện luôn. Đến với lỗ bung thứ 13, đó chính là lỗ bung của cây Spiky Trident. Ok, đầu tiên mình sẽ lấy cây Spiky Trident ra nha. Spiky Trident, đây rồi. Rồi đi 2 phút. Let's go, đi ra cái cảng biển đi, theo anh nè. Thì ở lỗ bung này các bạn cần mua cho mình một trong những con thuyền nhỏ nhất trong Lockfoot. Đó chính là thuyền bay hoặc là thuyền khởi đầu bên ông này cũng được. Nhưng mà mình thích mua thuyền game bass hơn. Em biết cách nào đem cái thuyền lên bờ bằng cây Spiky Trident không? Là bằng chiêu Z hay chiêu X? Chiêu Z. Sai rồi, đó chính là chiêu X. Coi nè. Đầu tiên các bạn giữ chiêu X của cây Spiky Trident nha. Ngắm lên đây nè, xong đó các bạn xoay sao cho nó. Thì đầu tiên các bạn giữ chiêu X của Spiky Trident và đó, thấy không? Có bay lên đâu. Nhưng mà tại anh chọn không trúng, nhưng mà chọn trúng là nó bay lên á. Nè, từ nha, đợi anh tí, coi nè, coi kỹ, anh làm một lần thôi đó. Không có lần thứ hai đâu nha. Nè, xài chiêu X của Spiky Trident. Ôi, kỳ vậy. Anh phải chọn lên đây nè. Thôi, để mình qua cái thuyền này các bạn ơi. Thuyền này có logo của anh Crazy Lion nè, chắc là có thể làm được á. Nè, xài chiêu X, xài chiêu X đi. Ui. Trời. Với thuyền này nó không cho nhồi lên nè. What the fuck? Từ để anh thử đem lên xa hơn thử được không? Đem lên trên này thử coi. Đu. Ai? Khoan anh nghĩ nha, anh nghĩ là mình có thể làm bằng những chiếc thuyền khác được luôn á. Để anh chịu hồi chiếc thuyền bự xíu coi. Em kỹ tài à. Em nghĩ là anh có thể kéo cái thuyền bự cho bá lửa này lên được không? Thử nha. Mày. Ôi.
Nè các bạn xem Vidac làm này nha. Nè xài đi, xài chiêu đi. Đó. Ủa. Ôi vậy là cái thì nặng quá là không lên bờ nha các bạn. Ok, đối với album thứ 14 chính là một trong những album gọi là của pháp sư Trung Hoa luôn nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải lấy cây sắc so ra. What? Hạt này của mình không có cây sắc so. Do là cái hạt này mình không có cây sắc so nên là mình sẽ để cho Vidac làm cái bung này nha. Em sử dụng chiêu ít rồi tháo vũ khí ra có cây sắc so là được. Thì sau khi mà các bạn sử dụng chiêu ít và tháo vũ khí ra bằng cây sắc so thì các bạn sẽ xây vòng thế này. Rồi sau đó các bạn lấy trái quỷ ra và bật ship lock lên rồi nhảy đi. Ui. Chắc là em chết quá. Có cây sắc so. Bay dữ vậy. Bay gì đủ xa chứ tiếp. Lên lại. Nhảy lên. Ui. Nhanh gì vậy? Ui. Sao em dịch chuyển vậy? What the fuck? Nhanh quá. What the hell? Ơi, đừng rơi xuống biển mất chai mà mốt đó, mất chai mà mốt của anh. Cái nào hồi bị ban luôn ta? Hồi không lẽ bị ban nạt thêm lần nữa. Thì cho bạn nào không biết cái cách tháo vũ khí ra thì mình sẽ làm mẫu cho bạn bằng cây sắt anh cho này nha. Tại vì ạc này không có cây sắt so. Thì đầu tiên á, các bạn chỉ cần bấm vô nút tháo vũ khí và xài chiêu ít thật là nhanh nha. Nè. Đó. Thì sau khi mà bung xong á thì các bạn sẽ xây vòng tròn như thế này. Và bây giờ các bạn chỉ cần lấy trái quỷ ra là chúng ta có thể bung được rồi. Nếu như mà các bạn bị cái lỗi dòng chữ đỏ thế này á, các bạn chỉ cần lấy cho mình ra cái cây sâu guitar hoặc là cái cây súng là cũng được. Các bạn chỉ cần xài 1-2 chiêu như thế này. Đó, các bạn chỉ cần xài chiêu và quýnh thường liên tục là các bạn có thể lấy trái quỷ ra. Đó. Bung bằng sắt anh cho thì các bạn sẽ không di chuyển được nha, nên là các bạn cần phải bung bằng cây sắt so mới được. Tiếp theo đó chính là lỗi bung thứ 15, một trong những lỗi bung rất là đáng sợ trong việc PvP. Ủa? Em đâu rồi? Em biết cái lỗ bung đó là gì không? Là gì? Theo anh nè, vô trong đây. Ủa? Em chưa elite anh hả? Thì đầu tiên các bạn cần dịch chuyển vô cái dimension của trái portal thế này. Và các bạn đợi cái cổng này mở ra. Và sau đó thì sử dụng cây Midnight Blade, hay còn gọi là bán giả kiếm á. Đấy, bài... Ấy! Chui trong ngoài đúng rồi. Vô lại đi. Lỗi. Thì các bạn đợi cái cổng này mở ra nha. Đó, sau đó bay lên gần tí. Và xài chiêu ít của cây Midnight Blade vô cổng này coi nè nha. 1, 2, 3 chiu. Ui, anh đâu rồi? Em thấy gì không? Anh đâu? Anh đang bay trên trời nè. Em đang dưới đất. Anh đang cách xa em 9999 mét á. Ôi, mình bay ra khỏi cái tầm kiểm soát của Lockwood luôn các bạn ơi. Vượt quá cái tầm của radar luôn rồi. Em thấy anh rồi. Cái vị sao sáng kia trên trời kìa, phải anh không? Không, cái đó là chú cội á. Còn anh còn anh ở bên hông rồi. Còn anh ở bên hông trái đúng không? Cái đó là chú cội đó. Anh là bên hông rồi. Đang rớt xuống kìa. Ôi, quên rồi bây giờ không? Anh có trái bao tồn mà, giờ chỉ cần dịch chuyển về là được. Ôi, thông minh vãi anh nè. Em muốn thử không? Lấy cái Midnight Blade ra đi. Rồi, em xài chiêu ít vô cái cổng này đi. À, xài chiêu ít vô. 1, 2, 3, go. Ui, em với anh nè, em với anh. Đâu, em đâu, em đâu. Dịch nãy. Ôi, ôi, em kìa. Em kìa, anh thấy em rồi. Hello, anh nè, thấy anh không? Anh nè, ơi, đợi em với. Rồi, anh gớt. Anh nè. Em nè. Anh nè. Em nè. Ôi, anh em gặp được nhau rồi. Thì mình cảm thấy cái lỗ bung này đúng thiệt là một trong những lỗ bung bắn tùm lum nhất nãy giờ luôn nha. Ok, đến với lỗ bung thứ 16 thì đó chính là lỗ bung của trái T-Red nha các bạn, một trong những trái nhiều lỗ bung nhất hiện tại luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy trái T-Red ra. Ôi các bạn ơi, thì lần này ạc tôi vô đã có chiêu về trái T-Red rồi. Má mừng vãi. Ok, giờ mình sẽ chạy đi tích thanh nội các bạn. Cái cuối cùng cũng được biến hình T-Rex bằng cái ạc này rồi. Thì em biết cái lỗ bung tàng hình của trái T-Rex đúng không Phúc? Đúng. Đầu tiên á, em chỉ cần tàng hình bằng trái T-Rex đi. Đó. Xong rồi sau đó em đi qua chỗ Seacastle, trang bị cái chân đen V1 vô cho anh nha. Nè, chân lửa V1 nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cần phải đợi bật chân lửa lên. Cũng hơi lâu ha. Sao chiêu vê có cái đắt step này lâu hồi bây giờ Phúc? Sắp có rồi. Rồi có nè. Ok, khi mà đợi xong chiêu V á, các bạn bật chiêu V cho mình nha. Đó. Và sử dụng chiêu C liên quan cước. Đuôi. Trời. Là... Ê má, cái khúc đá xong cái nó lòi ra cái chân nhìn hài vậy. Ê má, anh bất ngờ luôn á, không ngờ nó sẽ mọc cái chân kìa. What the hell. Nó hát thật nguyền và lờ. Thì với cái lỗ bung này các bạn sẽ được mọc cái chân lại nha các bạn. Ai má nhìn suốt vậy. Ôi má, em tưởng tượng mà em đi PvP mà quýnh thua cái chân nữa Phúc. What the fuck, chắc tối về ngủ không được luôn á. Đến với lỗ bung thứ 17, đó chính là lỗi bung
Thì em còn nhớ cái lỗ bung mà gót thùng mình bay siêu xa với trước anh chị em không? Nhớ. Mà cái đó bay không có xa cho lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ chỉ em một cái bung khác bay siêu xa luôn. Đó chính là bằng cái cây lưỡi hái linh hồn. Thì đầu tiên em làm đi trang vậy đó, em xài chiêu ít chỉ anh trời kéo xuống và nhảy. Ui, nhanh hơn các em trước luôn á. Anh nghĩ nó xa được tí thôi thì phải. Thì để làm được cái bung này cũng khá là dễ thôi ha. Các bạn chỉ cần xài chiêu ít của cái cây này lên trời và sau đó kéo xuống và nhảy. Đó. Yeah. Lâu lâu thì fail một xíu thôi, có đâu. Nói chung thì để làm được cái lỗi này cũng khá là dễ thôi ha. Tại vì cái cơ chế của nó cũng khá là giống với cái gót human bữa trước. Các bạn chỉ cần chĩa màn hình lên trời thế này, sử dụng chiêu ít và kéo xuống dưới nhảy. Đó. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo. Nếu như các bạn cảm thấy cái lỗ bung bay xa hồi nãy quá là khó, bởi vì các bạn không thể nào mà ghiềm tâm như thế này được, thì các bạn chỉ cần sử dụng cây electric claw như thế này. Xem là phốt, coi nè. Các bạn chỉ cần sử dụng electric claw như thế này. Nó xài chiêu ít nha, buông ra và bùm. Hello, vậy ui ghê vậy. Ôi em bay ngắn ngủn vậy. Ai kìa, em bay ngắn ngủn vậy, em bay cái gì vậy? Chuckman karate gà. Phải bay bằng electric claw nha. Đầu tiên á, các bạn sử dụng chiêu ít của electric claw, buông ga và giữ chiêu ít ở trên đây, rồi sau đó thì bùm, bay siêu xa luôn. Thì cái lõi này khá là hữu dụng trong việc PvP nha. Nếu như các bạn đang bị dí quýnh như thế này á, các bạn chỉ cần bình tĩnh và đứng yên, sử dụng chiêu ít bay lên trời, bùm. Núp. Ui, chắc quỷ số 3 kìa. Ui, em biết chế gì không Phúc? Leo bát. Chắc Kitsune. Ủa, em ở đây hả? Má chịu đứng ngay này nè mà ngồi nói diễn gì đó. Ui, các bạn ơi, mình lại nhặt được một trái Legendary trong khi quay video đó rồi. Điều này các bạn biết có nghĩa là gì không? Khi mà các bạn đăng ký kênh của mình và like video này thì tỷ lệ mà ra trái quỷ Legendary sẽ tăng lên rất là cao luôn nha. Cái này là tin chuẩn 100% nha, mỗi lần quay video đều ra Legendary hết. Quá đã. Ok, và đến lỗ bung tiếp theo đó chính là một lỗ bung khá quen thuộc của trái T-Rex. Đầu tiên các bạn chỉ cần tàn hình lên cho mình nha. Rồi, tàn hình lên và biến thành người khổng lồ bằng cây Warden Sword. Rồi, biến thành người khổng lồ. Ê. Ủa, kìa vậy? Xài Warden Sword. Pew. Đây rồi. Và sau đó thì các bạn lấy ra cho mình trái Human V2 nha các bạn. Đâu rồi. Rồi, bây giờ thì các bạn biến hình Human V2 cho mình. Đấy. Và sau đó thì các bạn tắt cái dạng Human đi và đi farm trái T-Rex biến hình lại một lần nữa. À, biến hình người khổng lồ. Ôi. Bắt đầu luôn. What the fuck? Từ nha, đây anh biến hình khổng lồ phát. Sau đó tắt người khổng lồ đi. Ôi, mọc ở đầu kìa. À, nhưng mà cái haki nó sẽ không hiện lên tay của anh nha. What the fuck? Ôi, chạy vậy? Ôi, khi đình ly nữa nè. Ôi, các bạn ơi. What the fuck? What the hell? Đi bất ngờ đó. Đi bất ngờ tới rồi. Thì khi các bạn biến thành người khủng lồ, bật cho mình đi và tắt lại á, thì cái vũ khí các bạn sẽ bự lên như thế này luôn nha. Thì cái điều này chỉ hoạt động duy nhất trên cái cây electric claw thôi nha các bạn. Còn những vũ khí khác thì nó vẫn sẽ giữ ở kích thước bình thường như thế này. Nè, em cầm vũ khí lên thử coi. Thì mấy cái kiếm khác á, nó vẫn sẽ ở cái kích thước bình thường. Nhưng mà cái cây electric claw thì bùm, bự chập bá vậy nè. Xé mày nè. Nè. Thôi, bữa nay không giỡn cái số lè nó đâu. Má sao này nó biết mình tỉnh giỡn vậy ta, cay quá. Ok, đây với lỗ bung tiếp theo đó chính là lỗ bung đỉnh nhất trong Lockwood hiện nay luôn. Mình khá chắc như vậy. Thì đầu tiên á, các bạn chỉ cần đi lên C6 cho mình nha, để tìm con cá mập Terosac á. Bây giờ mình sẽ cùng với Vedac đi tới đó nha. Mình nghĩ cái cuộc hành trình này cũng sẽ khá là lâu á. Giờ mới có ở C2 à. Ui, C-Bit kìa. Giờ đang ở C-Bit nè. Giờ tụi mình đang ở C-Bit luôn nha các bạn ơi, không ở C2 nữa. Thì ở cái lõi này á, các bạn chỉ cần phải sửa tàu liên tục luôn nha, chứ mới chìm tàu là bó tay. C4 ra Terosac nhưng mà biết chừng nào mới ra, phần trăm ra chắc cũng thấp lắm á. Rồi lâu rồi mới đi săn Teros sắt lại á. Ôi ra luôn kìa. Nó rồi đi rồi, về giờ đi. Sao rồi giờ sao? Anh đánh nó. Anh okay, là okay, dụ okay, nó. Ok. Mình sẽ quýnh con Teros sắt để dụ nó nha các bạn, và sau đó thì mình sẽ biến hình trái dragon. Đây. Các bạn phải cho một người đứng ở phía chiếc thuyền nha các bạn, đứng ngay chỗ mà nó spam á, còn các bạn thì sẽ bơi về bờ như thế này. Thì lưu ý là các bạn nên xài trái gồng để dẫn con Teros sắt về nha các bạn, tại vì nó sẽ được giảm đam của con Teros sắt á. À, các bạn thấy không? Nó cắn nó sẽ không mất nhiều đam. Ây da, các bạn lưu ý là các bạn đừng cắm đầu xuống nước nha. Các bạn lưu ý là các bạn đừng nên cắm đầu xuống nước nha. Đó các bạn thấy không, khi mà con Teros sắt nó quýnh các bạn á, thì cái thanh nộ nó sẽ được hồi lại nè. Nè coi nè, đó. Nên là cái thanh nộ này coi như là vĩnh viễn luôn nha, nó không bao giờ mất hết. Giờ các bạn chỉ cần việc bơi vào bờ thôi. May mắn không? Mấy xì bốn. Ừ đi thì. Ôi, đừng nên cắm đầu xuống nước nha các bạn. Trời ơi là trời. Mình lại cắm đầu xuống nước nữa rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn lên mansion luôn nha các bạn. Nghe Vedac nói là có thể đi lên bờ luôn, nên là mình cũng muốn coi coi con cá mập nó lên bờ bằng cách nào. Ơi, nó đang lên bờ thiệt kìa. Nó mọc chân lên bờ thiệt bây giờ. Ôi, ơi nó mọc chân thiệt kìa Phúc. Ok, các bạn đứng đây á, các bạn sử dụng cây spike kia cho đền, các bạn kéo nó lên. Đó, là nó sẽ lên bờ luôn. Ui da, nó cắn mình. Rồi, đâu rồi.
mày lên đây, ông lão đánh cá mà con cá mày đánh. Ây da, ây da. Ôi nó lên bờ được nè, lên bờ được nè. Ui cá mập lên bờ, what the hell. Nó có cái hiệu ứng gì lên người anh luôn nè. À để anh cho nó quýnh nhau với con giác thử ơi. Ôi sao nó quýnh giác. Rồi các bạn ơi, mình đã bắt được một con Pokemon lên bờ nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó đi quýnh người khác nha. Đây đây, hình như trong đây có người đúng không? Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ gửi lên server VIP cho mấy bạn fan vô thử coi là mấy bạn ấy có bất ngờ con cá mập này không nha. Ôi các bạn ơi, quá trời người trong server VIP luôn nha. Dạ. Nó đi. Tao kéo cá mập vô. Mày vô đây, vô đây, vô đây, cắn nó đi, cắn nó đi. Ôi. No, 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 đừng, 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 đừng. No, cái mập này tao dắt về lâu lắm đó. Đừng quýnh nó nữa, đừng quýnh nó nữa. Ủa, trời. Nãy giờ có mình anh quýnh nè. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với một lỗ bung của cây Midnight Blade nữa. Thì đầu tiên các bạn cần phải có chiêu dắt của cây Midnight Blade nha. Ra đây coi nè Phúc. Em biết cách tạo ra con clone của trái lớp đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách tạo con clone của cây Midnight Blade. Thì đầu tiên em mới cần kiếm cây Midnight Blade trên đây nha. Để vậy nè. Sau đó sử dụng chiêu dắt và nhanh tay tháo ra. Thấy gì không? À. Đồ. Đẹp phải. Thì với cái lỗ bung này các bạn có thể tạo ra một đội quân bóng tối luôn nha các bạn. Coi nè, nó xài chi dách xong tháo vũ khí ra. Thì các bạn sẽ có con clone đứng như thế này đó. Bây giờ các bạn chỉ cần lặp lại nhiều lần thì các bạn có thể tạo ra một đội quân luôn. Ủa mất tiêu rồi. Trời ơi, vậy là nó có thời gian hả? Kế hoạch tạo một đội quân của anh đã thất bại rồi. No. À khoan khoan, bây giờ anh thử làm thiệt là nhanh coi có thể tạo bao nhiêu con nha. Okay, okay. Xong tháo ra rồi đeo vô lại. Xong tháo ra, ôi không làm được. Ôi giờ nó có giới hạn rồi. Phải. Vậy là giới hạn của lô bung này là các bạn chỉ có thể tạo một con clone thôi nha. Ok, và tiếp theo đó chính là một lô bung khá là bắn tùm lum của trái spy nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một trái spy cho mình. Mất ban trái spy đó. Thì sau khi ăn trái spy xong á, các bạn chỉ cần sử dụng chiêu C và đổi trái quỷ. Ta-da. Các bạn thấy gì không? Ê, gì không? Quay. Hãy, hãy rồi mà. Mà quay lại với vấn đề chính thì lỗ bung đầu tiên ngày hôm nay đó chính là chúng ta cần phải qua Sea Castle trước rồi đã. Theo anh nè, let's go. Ok, đi rồi, đi. Bay lên ở trên đây nha, bay lên cái trên cái tòa nhà xóa chát quỷ nè. Rồi gặp cái ông xóa chát quỷ này và lấy cái trái human vĩnh viễn ra. Lưu ý là phải human vĩnh viễn nha. Sau đó thì biến hình và click vô này, sau đó thì xóa chát quỷ đi. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ có được hình dạng human mà không sở hữu bất cứ chát quỷ nào hết. Và điều này đồng nghĩa với việc là khi mà đối thủ bật haki quan sát lên sẽ không biết các bạn đang sử dụng chát quỷ nào. Em biết anh đang xài chát nào không Phố? Không, chắc phải của mình đâu ha. Đúng rồi, chắc chắn phải chứ của mình nha các bạn. Thì lúc này các bạn vừa sở hữu được sức mạnh và tốc độ chứ của mình, đồng thời đối thủ còn không biết các bạn xài chứ của mình nữa, thiệt là bá đạo quá đi mất. Rồi coi em nè. Hả? Coi em đen mà còn có ám khí xung quanh đen đen theo nữa. Mấy ngày em chưa tắm phô. Với lỗi bom thứ 24 chính là một lỗi bom cần tới trái human. Em biết đây là lỗi bom gì không? Bay xa bằng trái human. Sai. Thì đây chính là một cái lỗi bom khá là bá đạo bằng trái human. Các bạn chỉ cần mua một chiếc thuyền nào đó. Ok, thì các bạn mua cho mình con thuyền Big Hunter nha các bạn. Thuyền đi săn Leviathan. Rồi leo lên đi. Và tiếp theo thì các bạn cần một người bạn sử dụng con thuyền này để lái đi vòng vòng. Còn các bạn thì chui vô cái phía cabin như này nè. Sau đó thì chỉ cần biến hình human lên. Ủa, sao em ngồi đó rồi? Đổi cái Suna. Ôi, 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 ôi. Bay lên bờ luôn, bay lên bờ, phút phút, bay lên bờ đi. Em điều khiển mất công té lắm, cứ nha. Vậy là cứ để cho nó. Ôi, nó bay đâu vậy? Không biết nữa, tự điều khiển anh. Đi chúc Tết. Điều khiển anh. Đi chúc Tết các bạn ơi, mình với Vidac sẽ đi chúc Tết nha. Ôi, bay xa chứ vậy? Ôi, anh văng xuống thuyền rồi. Rồi luôn, anh ngủ luôn. Với lỗ bung thứ 25 thì sẵn tiện đây trên thuyền nên mình sẽ hướng dẫn các bạn một lỗ bung khá là bá đạo bằng chiếc thuyền này. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần lấy trái bottle ra cho mình đó. Và bước tiếp theo các bạn sử dụng chiêu X và nhảy lên chiếc thuyền rồi. Lúc này thì con thuyền của các bạn sẽ bị dính một cái tính năng gì đó mà nói chung thì mình cũng không biết được. Và đến với bước tiếp theo các bạn chỉ cần chiêu dắt cho người ngồi trên thuyền thì cái thuyền nó sẽ ui mới cắm đầu chứ. Ui rồi mắc luôn. Ui what the hell, mắc hết thuyền luôn. The hell. Ủa sao mắc hết thuyền? Thì cái lỗ bung này nó sẽ giúp các bạn xóa sổ thuyền ngay lập tức luôn. Chỉ cần xài chiêu dắt của trái portal vô thôi là sẽ mất cái thuyền luôn. Ok, và đến với lỗ bung tiếp theo, em có bao giờ muốn kéo chiếc thuyền lên bờ lần nào chưa Phúc? Có. Hoặc ra là mình cũng có những khá nhiều lỗ bung kéo thuyền lên bờ đúng không? Ừ. Nhưng mà không sao, thì hôm nay chúng ta đã có thêm một cái lỗ bung mới về cái việc kéo thuyền lên bờ này. Đầu tiên các bạn mua cho mình một chiếc thuyền nha. Chiếc thuyền nào cũng được các bạn, càng bự càng tốt. Rồi anh thử kéo chiếc thuyền nhỏ chứ đã. Đầu tiên á, em đứng lên cái ghế ngồi của chiếc thuyền này nha. Coi nè, coi anh nè. Thấy không? Rồi, rồi. Ủa, ủa sao thuyền bay luôn vậy, what the fuck. Rồi leo lên thuyền, giữ chiêu C vậy nè, coi nè, coi nè. Trời đang nhìn nè. Go! Go! What? Oh my god, Bill. Oh! Ai xuống, ai xuống, anh đem cái thuyền lên bờ luôn cho nè. Em cũng ghiền đem thuyền lên bờ lắm mà chứ gì. Ờ. Ôi, gì vậy?
Sao biến mất rồi? Ôi cái gì vậy? Cái gì nữa? Cái gì là làng hoài hệ quá chứ mất. Em không biết chuyện gì mới xảy ra với anh đâu. Đâu? Em ngồi lên cái thuyền của em đi. Em ngồi lên cái thuyền của em đi. Rồi. Cái thuyền của em bị gì rồi? Sao? Không có bị gì đâu nội. Là sao? Em mới ngồi lên bình thường mà. Ôi! Gì vậy? Cái gì vậy? Vậy là... Vậy là... Ui! Cái gì vậy? What the fuck? Cấm đầu như đó. Ui! Rồi. Anh đâu rồi? Phúc ơi! Mất mà ta hồng á này ghê thì cái này em cũng không biết mình làm gì nữa. Chuyện gì xảy ra với Phúc của mình vậy? Ờ cái bung chiêu dách của trái bồ tòa hồi nãy. Ui! Em đừng đi lại với thiền nha Phúc. Nè em trên thiền mà. Em... Nè em đụng vô cái thiền thử coi. Không em không bị. Em đụng lên phía dưới rồi nè. Đó. Thì mình cũng không biết lý do tại sao mà lại xuất hiện cái lỗi nữa nha. Theo mình nghĩ thì do hồi nãy em sử dụng chiêu dách của trái bottle với lại chiêu C trái rocket á, nên là nó bị cái lỗi này nè. Các bạn xem cái buồng lái đó nè, nó bị lún xuống dưới nước luôn. Nói chung thì như các bạn thấy nãy giờ đó, cái lỗi này cũng khá là bí ẩn ha. Mình với Vidac vẫn chưa thể nào mà tìm hiểu sâu về nó được. Nên là nếu như bạn nào có thời gian mà tìm hiểu sâu về cái lỗi bung này á, thì các bạn có thể comment ở phía dưới phần bình luận cho mình biết nhiều hơn ha. Thì đối với lỗi tiếp theo, có vẻ như là các bạn đã quá quen thuộc với lỗi bung tàng hình của trái Tyrant hay là Kitsune đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách lỗi bung tàng hình mới nữa, đó chính là lỗi bung tàng hình bằng trái Mammoth. Thì cái lỗi này đặc biệt hơn, đó chính là nó sẽ tăng sức mạnh cho các bạn cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà các bạn cần phải làm cực kỳ khó luôn nha. Thì cách làm cũng giống như là trái Tyrant hoặc là trái Kitsune thôi. Đầu tiên các bạn lấy ra cho mình trái Smog nha, và sau đó thì các bạn kéo số 3 cho nó gần trái Mammoth tí, bởi vì các bạn cần phải làm siêu nhanh luôn nha, phải làm nhanh hơn trái Tyrant lại trái Kitsune luôn. Bấm chiêu V vào số 3 liền. Đó. Được kìa anh tàng hình ơi. Ừ, thì bây giờ các bạn sẽ tàng hình luôn nha các bạn. Ok, hiện tại mình với Vidac đang tàng hình nha các bạn. Có vẻ là các bạn sẽ rất là khó thấy tụi mình. Đó, tụi mình sẽ cầm vũ khí cho các bạn thấy nha. Thì đây mình sẽ so sánh hai cái kiếm với nhau nè. Nó các bạn thấy không? Cái tàng hình của con T-Rex á nó sẽ nhỏ hơn là cái tàng hình của con Mammoth rất là nhiều luôn. Hàng của châu Ái, hàng châu Phi các bạn ơi. Và đương nhiên điều này đồng nghĩa với cái việc là cái tầm đánh của con Mammoth nó sẽ cao hơn con T-Rex rất là nhiều luôn nha các bạn. Nó nè nè. Em quýnh đi. Không tới đúng không? À, con anh quýnh em nè, đó. Ui. Đó. Thì cái này sẽ tăng hitbox cho các bạn rất là nhiều luôn. Và thậm chí là con Mammoth này nó sẽ giảm cái sát thương nhận vô cho các bạn luôn nha các bạn. Thì bây giờ các bạn có thể thấy đó, mình còn bự hơn cả T-Rex nữa. Đó chính là lý do mà tại sao cái kiếm của mình nó lại to hơn. Mày giống nhất là tao bữa mày đó. Dạ dạ. Lần này tới lượt tao. Và đối với lobo tiếp theo, các bạn chỉ cần mua cho mình một chiếc thuyền nào đó các bạn thích là được. Em thích chiếc nào? Em thích chiếc Beast Hunter. Ok, Beast Hunter. Sau đó thì các bạn lấy cho mình trái bottle nha các bạn. Trái bottle rồi. Đây, các bạn sẽ nhờ một người bạn lên ngồi. Đúng rồi, nhờ một người bạn lên ngồi trên thuyền, lái chỗ khác chống chống xíu ơi. Ra giữa biển đi, anh sẽ cho em một cái bất ngờ thật là lớn. Xuống ơi, xuống thuyền ơi, em đứng gần cái ghế nè. 3, 2, 1, vô. Ừ, đúng rồi kìa. Hay, có rồi. Rồi, rồi kìa. Ui, kìa. Ui, kìa. Ui, kìa. Ui, kìa. Lên đi, ui, kìa. Lên đi, lên đi. Ui, ui, what the hell. Lúc, cái lúc có lúc em ở dưới, lúc em ở trên. Em đang ở trong cái bộ tò luôn nè. Em đang ở trong cái cổng bộ tò luôn nè, bá đạo vậy. Quả ngầu. Ủa, cái thiền nó mất tiêu rồi. Em đi không biết. Thiền đâu rồi? Ơ, à, về lẽ. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo nha. Em còn nhớ cái lỗ bung quay tay của cây sắc so không? Thì lần trước ạc anh không có, nên bây giờ sẽ lấy cái ạc này. Đó. Thì lần trước do ạc mình không có nên mình không có làm được nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lại nè. Đó. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần gỡ ra và dùng chiêu ít thiệt là nhanh nha. Dùng chiêu ít á. Nè, gỡ ra và dùng chiêu ít thiệt là nhanh nè. Gỡ ra dùng chiêu ít. Đó. Ôi được kìa. Đó, thì nó sẽ bị xoay như thế này. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần lấy một trái quỷ nào đó ra cũng được. Đó, lấy trái T-Rex đi cho nó sang. Rồi giờ thì ship lock lên và nhảy. Ui, ui. Đá kìa, nè anh giật lên nè, anh giật lên nè. Ui, nhanh kìa. Giật sao giật, anh bro vãi. Anh bro vãi, anh master cái lỗ bung rồi. Nè, nè, nè. Anh điều khiển được ngay vậy. Thì nói chung cái lỗi này cũng khá là dễ làm đúng không? Chỉ cần biết làm mà được. Nói chung thì các bạn chỉ cần quen tay là làm khá là dễ thôi. Theo anh nè, Phúc, theo anh nè. Let's go, về mansion nha. Thì đến với lỗ bung tiếp theo, các bạn cần phải quay trở lại mansion, nơi mà có thể chuyển qua hải quân được á. Rồi, sau đó thì các bạn lấy trái âm thanh ra cho mình nha, trái sau, đó. Rồi, lại ông này bấm vô, giữ chiếc dách và đổi trái quỷ khác. À nhầm, đổi sang hải quân chứ lộn. Đó, thấy gì không? Thấy cái dòng năng lượng. Chuẩn. Đây đây em có nè. Rồi, thử rồi. Đu. Đỉnh quên giữ chưa vơi được luôn á, tạm hả ra chứ mơ là còn full cầu luôn á. Đâu. Giữ thử nha. Ừ, full cầu luôn. Thấy không? Nét. Ui, đỉnh vãi. Ê, nhìn ngầu vậy. Có đạo, chìm chi xe. Thôi, chi xe anh nghỉ mất á. Ui. Cầu quá, cầu Discord. Nguyên cái sân khấu luôn,
Đến với album tiếp theo thì em biết chế like nó có cái gì không? Có cái kiếm. Chuẩn, sao biết hay vậy? Ok, như các bạn biết đó, thì chế like nó sẽ có cái kiếm ánh sáng như thế này nha. Và nếu như mà các bạn cảm thấy quá ghét cái kiếm ánh sáng này, mặc dù thì nó cũng khá đẹp ha, nhưng mà nếu như mà các bạn không thích cây kiếm ánh sáng này, các bạn chỉ cần đi lên đây đổi cái chiêu V của trái. Thôi khó cần đổi, ạc này còn chưa thức tỉnh nữa. Các bạn chỉ cần nhảy xuống nước và sử dụng chiêu V1 thì cây kiếm ánh sáng của bạn sẽ biến mất. Có chém được không? Em thấy này. Đương nhiên là chém được rồi. Lúc này thì nó sẽ quay về cái cây kiếm ánh sáng hồi phiên bản cũ nha các bạn. Mới nói luôn. Sao cái gì bữa nay anh thấy em cái gì cũng mới tính nói không nha? mới tính nói thiệt. Em biết trước thiệt. Được rồi. Coi vậy đi. Thì như các bạn thấy đó, cái cây kiếm của chế lai bây giờ nó sẽ chuyển sang cái dạng hồi xưa. Thì nếu như mà bạn nào thích cây kiếm ánh sáng của chế lai xưa hơn thì các bạn có thể sử dụng cái lỗ bung này ha. Nhưng mà có điều khá bất tiện đó chính là khi mà bạn sử dụng mấy chiêu khác á thì nó sẽ hiện cái kiếm ra lại. Và mỗi khi nó hiện ra lại như thế này đồng nghĩa là các bạn phải nhảy xuống biển và xài chiêu V một lần nữa thì nó mới biến mất. Cũng khá đơn giản thôi các bạn. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo. Em có biết cái loại bung human buy không? Biết. Nhưng mà cái lỗ bung nó quá cũ rồi, hôm nay anh sẽ hướng dẫn em buy bằng một trái quỷ khác luôn nha. Rồi, hiểu đi. Rồi, đầu tiên em lấy trái mochi ra cho anh. Hướng mặt lên trời vậy, sau đó thì chạy chiêu C đổi sang trái T-Rex nha. Lúc này em sẽ hướng cái mặt lên trời vậy, thấy không? Bước tiếp theo thì em đi tích thành nộ T-Rex cho anh. Rồi, ra đây coi nè. Rồi, bây giờ em biến thành trái T-Rex nha. Là con T-Rex của em nó sẽ bị nhõng đầu như vậy nè. Rồi, em lấy trái quỷ ra, chỉ màn hình xuống dưới đất như thế này, coi nè. Ui không? Coi nè đỉnh nè nhìn gì thật vật. Ôi ơi, bay nhanh vãi luôn á. Nè mà ổn định hơn cái trái của mình. Đúng rồi, nó bay nó không bị giật. Để anh thử thách anh bay ra cái đảo bánh kẹo thử được không nha. Ôi không được. Ui chết. Ok các bạn ơi, đến với loại bùng kế tiếp thì các bạn chỉ cần lấy ra cho mình trái bottle nha. Biết gì không? Để qua hao tịch cách sầu gước với đắc. Thì cái hạt phụ này với đắc nó sẽ sử dụng trái mochi V2 nha các bạn. Rồi, em biết loại bùng ở đó mà đúng không? Biết. Rồi bây giờ thì với đắc nó chỉ cần nhảy lên, xài chiêu ít cho người mình và ao ra thiệt là nhanh nha. Rồi, làm đi. Đó. Đó, thì khi mà các bạn sử dụng cái lỗ bung này nó sẽ tạo cái cục cầu trên không như thế này nè. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà bạn biến hình trái human khổng lồ vô lại phố và cho người xài trái mochi làm y hệt như hồi nãy nữa thì nó sẽ tạo cái quả cầu bự hơn như vậy nữa. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà các bạn sử dụng trái mammoth. Ok. Rồi, dứt. Đó, thì các bạn thấy không, nó sẽ tạo ra ba cục cầu với ba kích thước khác nhau luôn. Và điều này đồng nghĩa với việc là trái mammoth thật sự tăng kích thước cơ thể của các bạn lên nha. Và tiếp theo, nếu như các bạn sẽ hữu tộc Human V4 thì đây chính là một lỗ bung dành cho các bạn. Bước đầu tiên các bạn chỉ cần đi farm cái thanh nộ để bật được cái tộc lên. Mày! Rồi bật tộc lên. Sau đó các bạn nhanh chóng chạy về mansion cho mình nha. Let's go! Và đổi sang một cái tộc khác. Ôi, ok. Anh nghĩ là ui, gì? Nó hồi lại ba cái lần tóc biến cho anh luôn nè. Đù! Ôi, what the fuck? Đù! Đó, em cũng vậy đó nè. Đâu? Ui ghê đấy. Và cái này á, nó sẽ búp cho bạn vĩnh viễn luôn chứ không phải là có giới hạn thời gian như là tập V4 của Human nha các bạn. Thì sau hồi đứng đợi mà nó nhận ra một điều đó chính là cái này chỉ sử dụng được một lần thôi các bạn. Cũng xứng đáng đúng không Phúc? Hẹn một lần cũng được. 3000 phát mình làm được lần cũng được. Với lỗi bung thứ 35, em biết đó là lỗi gì không? Liên quan tới cái melee mới nha. Phải đánh liên tục hả? Sai rồi. Nhưng mà trước tiên đợi anh đi lấy cái melee mới, cái muốn đi chung không? Rồi, thì ở cái lỗ bung này á, bạn fan này kêu mình là sử dụng chiêu dách của quyết quý thực và nhanh tay đổi qua mấy cái chát quỷ hoặc là kiếm gì đó cũng được. Thì nó sẽ bay siêu xa luôn. Bằng nhau thôi, em đứng bằng nhau thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng gần với đắc để cho nó bay bằng bung, rồi sau đó mình sẽ bay cách bình thường nha các bạn để xem coi. Ui, xa hơn thiệt kìa. Ui, xa hơn, xa hơn 2-3cm luôn nha các bạn. Thì mình cũng không biết mình có làm đúng hay không nữa, nhưng mà mình thấy có khá là nhiều bạn chỉ mình cái lỗ bung này nhưng mà mình làm thì nó bay một tí à. Tiếp theo đến với lỗ bung thứ 36, đây chính là một lỗ bung liên quan tới chiếc thuyền. Em nghe là em biết lỗ bung gì chưa? Lỗ bung dăng chiếc thuyền lên bờ nữa đúng không? Sao biết hay vậy? Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi đến Sea Castle nha các bạn, một cái nơi mà gần cảng biển nhất trong Lockwood. Bây giờ thì chúng ta sẽ mua chiếc thuyền ngẫu nhiên nào đó, mình sẽ mua cái thuyền bay cho đổi không khí tí nha các bạn. Lên thuyền, anh chở em đi ra ngoài biển nè. Let's go. Thì sau khi mà các bạn ra một nơi trống trải rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm vô cái nút home, và canh nó còn 1 giây, sau đó thì các bạn nhanh chóng chạy lên ghế lái nha. Hi John Van. Ôi được cả. Oh my god.
Trời em nhảy ra cái em ở si cách tàu luôn. Coi này Phúc, qua đây, lẹ lên Trời ơi, nó chạy vào luôn kìa. Trời lớn quá, nó gắt chỉ. Thì hôm nay là do Vy Đắc mới đi mổ xong nên là nó không có nói lớn được nha. Nói lớn quá là nó bị gắt chỉ. Càng hơn cả cho mình nha. Mình nói được có nửa cái miệng à. Thì cái bung này mình cảm thấy nó bá đạo hơn những cái bung khác. Tại vì nó có thể đem cái thuyền bự lên luôn. Rồi các bạn ơi, thì tụi mình vừa đổi cái địa điểm set bon. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ đem cái thuyền này về mansion luôn nha các bạn. Để mình thử xem coi được hay không nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ bật cái teleport lên và đợi tới 1 giây. Ôi, ui, ui, what the fuck, đâu hả? Anh đang ở đâu, ở dưới lòng đất nè ông nội. Em thấy anh dưới rồi đó. À, cái này đỉnh đó, cái này đỉnh đó, lần đầu tiên bị luôn nha. Rồi à, bây giờ thì các bạn có thể khám phá bên trong con rùa nha các bạn. Bên trong con rùa. Ui, bên trong con rùa đen thui rồi, y chang em nha Phú. Hình như mới phát hiện ra được cái gì đó Phú ơi. Ui, vãi cái chưởng cục gì đây. Rồi à, cái này mình cũng mới thấy lần đầu luôn nè. Ui, chuẩn luôn. Anh tìm được cái chỗ thức tỉnh trái quỷ ở C3 rồi. Rồi mình được thức tỉnh vô hạn tiếp nè. Không. Đến với lỗ bông thứ 37, đó chính là lỗ bông liên quan tới cái kiếm Rengoku, kiếm sĩ diệt quỷ. Em có cây Rengoku trong kho không? Không. Trời gà vậy. Ok, đầu tiên các bạn lấy ra cho mình cây kiếm Rengoku nha các bạn. Mày giỡn hả? Dạ dạ hơn, chạy hơn Alice nữa đó. Thằng nào cho đen là tao chém hết, mày. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn bật cái kho đồ lên cho mình và bấm ngay cây kiếm Rengoku. Đó. Sau đó thì các bạn phải nhanh tay, thiệt là nhanh tay nha. Bấm vô cái tháo trang bị và xài chiêu ít. Ê! Và bây giờ các bạn, ủa fail rồi. Cái gì vậy các bạn? Tháo trang bị và xài chi biết đó. Được rồi. Ui các bạn thấy không, bây giờ màn hình các bạn sẽ bốc lửa liên tục luôn. Ê gì vậy? Ôi các bạn ơi, lưu ý lớn nhất đó chính là không nên làm lỗ bung kế bên với đất nha. Cứu tôi. Thì ui cái gì vậy? Ôi sao anh ở giữa vũ trụ rồi? Gọi bị kích luôn rồi. What the fuck? Về đặt của làm anh crazy lên đi ba anh lần thứ hai. Đến với lỗ bung thứ 38, một lỗ bung liên quan tới trái portal. Thì bây giờ này em thử sử dụng chiêu X của trái portal xong rồi bấm vô cái thanh trắng ở phía trên đó em biết không? Ok. Rồi làm thử đi. Rồi bấm đứng yên chỗ thôi nha, đừng di chuyển nha. Ok, em đang đè lại thanh trắng á. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ vi đắc sẽ tàn hình luôn. Thì đây chính là cách mà chúng ta có thể sử dụng lại cái bung tàn hình. Thậm chí là nó còn đỉnh hơn nữa, khi mà các bạn sử dụng hai kêu quan sát cũng không thể nào mà tìm thấy được vi đắc luôn. Mình analyze xong rồi mình spam chiêu cho người nó thử nha. Đó, các bạn thấy không? Nó không hiện ra luôn. Nó mình đâu biết nó đứng đây đâu. Mình đâu biết nó đứng đây đâu. Đó, sao biết đứng đây được? Buông ra đây Phúc, buông ra đây. Thằng này mày lớn đó mày. Nhưng mà tàn hình thiệt. Thì để làm được cái lỗi này cực kỳ đơn giản luôn nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải sử dụng chiêu X của trái portal và giữ chuột phải của thanh màu trắng trên đây. Em thấy anh tàn hình không? Phải hết chiêu mới vậy. Ôi tàn hình thiệt rồi. Chuẩn không? Chuẩn. Và khi mà chúng ta bỏ ra thì quầy. Ui sao người nó phát sáng luôn vậy? Em thấy người mà phát sáng không? Hay. Ôi đỉnh vãi. Thì với cái lỗi này ngoài việc mà các bạn tàn hình ra thì nó còn khiến cho nhân vật của chúng ta phát sáng nữa nha. Quá đỉnh luôn. Em rồi ra đây nè Phúc. Ok đến với lỗ bung tiếp theo, đó chính là một lỗ bung liên quan tới trái kim cương. Thấy anh sáng không? Vừa có ánh sáng của trái bò tồn còn kim cương nữa. Nhìn anh giờ đúng chói mắt luôn á. Binky nó kìa. Má gì nữa vậy? Đúng là tác hại của việc coi TikTok quá 180 phút mà. Thì đầu tiên để làm được cái lỗ bung với trái diamond này, các bạn cần phải kiếm cho mình một cái góc mặt phẳng như thế này nha. Đó, cái mặt phẳng như thế này. Sau đó thì các bạn chỉ cần đứng gần đây và sử dụng chiêu ép lên. Đu vãi cái chưởng. À bây giờ hình như mới nhận ra là không cần đứng gần cái cây đâu, cần xài chiêu ép lên trời nó bay hay sao á. Thì mình cảm thấy là cái lỗi này khá là hữu dụng nha các bạn. Ví dụ như là một thằng đang xài trái shadow và gượt bạn đi. Trời ơi núp, xài chiêu ép lên trời rồi. Ôi, bỏ chạy luôn. Xài chiêu ép nè. Đâu rồi em đâu? Ôi gì nhanh vậy? Uầy, no. Ok các bạn ơi, thì đến lỗi tiếp theo của trái mammoth, một trong những trái nặng cân nhất Blockfoot. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần mua chiếc thuyền và đi lại gần nó, sau đó thì chúng ta xài chiêu ít và ngồi lên chiếc thuyền. Hello. Sao thấy bá đạo không? Ủi em nè. Un. Ôi đừng. Đó rồi. Tác dụng ngắn quá vậy ta. Thôi không sao, mất thì chúng ta chỉ cần làm lại thôi được. Cái này dễ mà, nó đi vòng vòng tí rồi xong rồi chạy về thuyền làm tiếp thêm cái nữa. Trời, tao nói cái lỗi gì đâu mà nó ít có mệt ghê ha. Thú vị thiệt. Kìa con voi bơi kìa. Rồi xong mất tiêu rồi. Lỗi bung này giống như Tết vậy các bạn. Quay qua quay lại cái mất tiêu rồi. Thì đến với lỗi bung tiếp theo, đó chính là một lỗi bung liên quan tới việc đi ra ngoài biển tìm kiếm những cái sea event. Và đương nhiên rồi, để đi ra biển thì mình sẽ mua con thuyền yêu thích của mình, con thuyền Beat Hunter. Em tính đi thuyền đó thiệt hả? Thiệt, đi mới nhanh nè. À vậy chạy anh với. Quay. Em tưởng hiểu hết anh là Beat Hunter. Thiệt ra anh cũng không yêu thích lắm. Và cuối cùng là chúng ta cần phải đợi một cái sea event nào đó xuất hiện ra, như là con cá mập hay là mấy con cá nhỏ cũng được. Để em đếm 1, 2, 3 là xuất hiện không? Đếm thử. 1, 2 rồi băng đùng. Andre để sang cái ở trên bình. Lỗi nha, anh cũng chơi TikTok nhiều lắm. Đó nè khoe nha, bây giờ đợi anh chịu hồi xe buýt ra. Rồi câu nó có đánh không? Đánh đi.
Kìa, có đánh kìa. Rồi bây giờ TB về Tiki Abot, nhanh về đây. Thì bây giờ các bạn chỉ cần quay lại chỗ hồi nãy là các bạn sẽ thấy được con Seabit vẫn đứng đó. Đó kìa, nó còn đứng đó kìa, thấy không? Không, thấy rồi. Thấy không, nó còn mắc cái đầu nó ngoài đó kìa. Rồi nó chui xuống nữa hay gì vậy? Thì bây giờ chúng ta có thể nhìn được con Seabit cho tới khi mà chiếc thuyền nó bị chìm đi nha. Đó các bạn thấy không? Nó tồn tại cũng khá lâu so với chìm hồi bình thường đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lõi bùn tiếp theo. Em biết chúng ta ở C2 để làm gì không? Không, làm gì vậy? Đó chính là đi qua đảo Phi Phai. Ê lộn, đảo Lửa Băng. Ây da, phút ơi. Ây da nữa hả, trời hoài luôn á, thằng admin này. Lộn chỗ. Rồi bây giờ thì các bạn lấy trái Kitsune cho mình nha. Thì bước tiếp theo là các bạn phải cần đi tích nổ cái trái Kitsune trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ biến hình lên dạng cáo trước một cái mới làm được cái bùn này. Rồi ngoái này nè. Sau đó sử dụng chiêu ít vô. Mày, ui, cái gì vậy? Ôi, em thấy mấy dùng màu sáng không? Ôi! Này, cái không dùng chiêu ít xuống nước là được mà. À, hay vậy? Ok, thì nãy giờ mình làm không được nên là mình sẽ nhờ với Đắc làm thử nha. Okay. Nãy anh vụ là gần tường cũng đâu được đâu. Rồi, xài chiêu ít. Ui! Đó, thấy mình cắm đầu xuống nước không? Thấy. Hay vậy? Mà nãy anh thấy em kẹt dưới đất luôn mà. Ui! Nãy kẹt dưới đất. Ui, là làm sát sát bên này nè. Thì như các bạn thấy đó, với lô bung này thì chúng ta có thể đi xuống nước hay thậm chí là kẹt dưới lòng đất luôn. Và cách làm thì cũng khá là đơn giản, chỉ cần xài chiêu ít của trái Kitsune là được. Bây giờ thì các bạn chỉ cần sử dụng trái Kitsune và tập người cá thì các bạn có thể dễ dàng hạ gục được những người chơi 30 MPT bằng cách là xài chiêu ít của trái Kitsune để có thể đem họ xuống nước. Và đến với một lô bung siêu bá đạo của trái Mochi V2 nữa. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đó chính là trái Mochi có chiêu V và một người để chúng ta có thể test lên ha. Thì với cái bung này cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sử dụng chiêu V lên người với Đắc và sau đó thì ao ra nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bị văng game ra, nhưng mà khi mà các bạn vào lại game thì thôi nhé. Đồ what the fuck. Dạ gì vậy, em đang đâu hả? Em đang Sino nè. Anh thấy em rồi, thấy em rồi. Ủa em ơi, sao em bị kẹt đây dính dĩ luôn hả? Anh làm cho mình hỏi ngã quỵ luôn hả? Nhưng không sao, em nằm đi, lần này tới lượt anh nè. Ôi các bạn ơi, lỡ bung này đúng thiệt là đen tối mà. Thôi em bay đi rồi. Yeah, thoát. Thôi được rồi, để anh cố gắng tìm cách cứu em ra khỏi đó nha. Đến với lô bung tiếp theo, một lô bung có thể giúp các bạn cứu Vidac ra khỏi đây. Đầu tiên thì chúng ta cần phải lấy trái Berry Nomi ra trước nha. Rồi bây giờ thì ăn trái tường trắng vô. Rồi muốn thoát ra khỏi đây không? Muốn. Bây giờ anh xài chiêu xe cho người em để em thoát game luôn nha. Là thoát ra khỏi game luôn ha. Rồi. Rồi 1, 2, 3, dứt. Eo đi. Ok, thì bây giờ như các bạn thấy đó, chúng ta đã trong trạng thái bất tử của chế Berry Nomi. Mà không biết có thể bất tử thiệt không nữa. Quýnh nó thử rồi. Ây da, hơi sao bất tử lắm ta. Em vô lại phố. Quýnh anh thử thôi nha. Quýnh đi. Rồi, quýnh. Ây da. Em quýnh anh thử. Nãy giờ đây em quýnh anh thử. Quýnh thử thôi. Ok các bạn ơi, thì cái lỗ bung này nó không giúp các bạn cho nên bất tử nha. Đến với lỗ bung tiếp theo thì các bạn có bao giờ thắc mắc là làm sao có thể biến trái Kitsune thành một trái có cánh được không? Có. Đương nhiên không phải là xài trái Fencon nha các bạn, bởi vì trái Fencon này thì rất là lỏ rồi. Mà thay vào đó thì các bạn cần phải đi đổi tộc cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần chuyển qua tộc Thiên Thần. Ôi, ra rồi các bạn ơi. Ra tộc Thiên Thần rồi. Mày. Ok, bật được tộc Thiên Thần rồi, let's go. Thì sau khi các bạn bật tộc Thiên Thần lên, các bạn chỉ cần biến hình dạng Kitsune. Giờ sau khi, ui, ôi, anh mọc cánh cái thiệt nè. Ú, ngầu vãi, ư gan thiệt luôn ba. Ui, trái Kitsune bây giờ nó có thể mọc cánh được luôn rồi nha. What the hell. Đẹp cỡ đẹp cơm nội. Rồi siêu đẹp luôn nha. Thì với cái bông này các bạn có thể đi chụp hình sống ảo kiểu cũng khá là ngầu quá chứ. Ok, đó chính là tất cả lỗ bung gần hôm nay. Và bài học mà chúng ta rút ra đó chính là gì? Anh Crazy Land chính là ông chùm lỗ bung.